Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kịp thời hiệu quả các giải pháp, công cụ điều hành thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu vàng miếng ngay trong tuần này để tăng cung cho thị trường. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm cơ quan này mới tổ chức lại các phiên đấu thầu vàng. Hoạt động đấu thầu vàng sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị đến với ghi nhận của VTV Money ngay trong sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, tôi đang đứng ở Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước, nơi dự kiến sẽ diễn ra phiên đấu thầu vàng miếng ngay trong tuần này. Các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp sẽ phải tham gia xác thực thông tin ở bàn đăng ký trước khi đến với phòng dự thầu. Còn đây là một trong những đồ vật quan trọng nhất trong phiên. Hòm phiếu này sẽ là nơi để các đơn vị tham gia đấu thầu vàng miếng bỏ đơn dự thầu vào, trong đó thì sẽ có thông tin về khối lượng và mức giá. Còn màn hình bên trái tôi đây là cập nhật diễn biến của giá vàng thế giới. Màn hình bên phải sẽ là những thông tin về giá vàng trong nước theo thời gian thực. Đây sẽ là những dữ liệu làm cơ sở để các đơn vị tham gia tính toán phương án bỏ thầu. Các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp kinh doanh vàng sẽ có khoảng 30 phút để quyết định khối lượng và giá mua. Và một tiếng sau khi mà đóng thầu thì Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố kết quả. Hiện tại có tổng cộng 26 đơn vị đã thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước, trong đó có 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu. Và như quý vị có thể thấy thì mọi công tác để chuẩn bị cho phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên sau hơn 10 năm đã sẵn sàng. Mục tiêu nhằm can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, đảm bảo thị trường vàng hoạt động an toàn, ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch và hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Và trước đó vào năm 2013 thì Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu vàng miếng để ổn định nguồn cung cho thị trường vàng. Đây được xem là giải pháp đảm bảo tính công khai, minh bạch, bình đẳng về quyền lợi của các thành viên tham gia, tuân thủ đúng với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của nhà nước. Và những thông tin tiếp theo về phiên đấu thầu này sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị trong các chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán trong nước đã có sự điều chỉnh lại trong phiên sáng đầu tuần với thanh khoản gia tăng. Phân tích chi tiết xin được kết nối với biên tập viên Phương Nam. Vâng, xin chào anh Hoàng Nam và quý vị khán giả. Dù sau thời điểm mở cửa của thị trường thì thị trường có lấy lại được sắc xanh, nhưng mà điều này cũng không duy trì được lâu khi lực bán lan tỏa tại nhiều nhóm cổ phiếu và gần như cả phiên thì các chỉ số của chúng ta đều giao dịch dưới ngưỡng tham chiếu. Đáng chú ý có nhóm cổ phiếu trụ đã phân hóa với số mã điều chỉnh tạm chiếm ưu thế, kéo giảm chỉ số VN30 tới hơn 9 điểm, trong đó thì VIC, VHM đã đóng góp hơn 1,5 điểm và tiếp sau đó là TCB, MWG giảm tương ứng từ 1 đến 2%. Ngược lại thì SHB bất ngờ nổi sóng tăng gần 5% với khối lượng vọt lên 65 triệu đơn vị. GVR thì cũng hồi phục trở lại thêm 2,5%, phần nào đã giúp chỉ số cân bằng hơn. Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản thì đã cho thấy xu hướng điều chỉnh rõ nét hơn. NTL có phiên giảm hơn 3,3% hay là NHA cũng giảm 3%, hay NVL của Novaland trở lại phá tích lũy. DG sáng nay thì cũng chưa thể bứt phá khỏi vùng nền, hay là PDR của Phát Đạt dù đi ngược xanh điểm nhưng mà biên độ cũng không lớn. Theo các chuyên gia, việc nhóm bất động sản điều chỉnh sau thời gian tăng khá nóng là chuyện hoàn toàn bình thường, đặc biệt là kết quả kinh doanh quý 1 sẽ khó có thể tiếp sức thêm cho nhóm này. Khối ngoại sáng nay đã tiếp tục bán ròng khá mạnh gần 800 tỷ đồng và tập trung vào CTG, VHM. Ngược lại, khối này mua gom 65 tỷ đồng SHB. Xu hướng bán ra của khối ngoại phần nào cũng đã khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn trong giao dịch. Và tạm kết phiên giao dịch sáng nay thì VN Index đã giảm hơn 6 điểm, trở lại mốc 1.270 điểm, thanh khoản là gần 11.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với phiên cuối tuần trước. HNX Index giảm nhẹ 1,4 điểm, giá trị giao dịch cũng tăng lên hơn 1.000 tỷ đồng. Còn thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương sáng nay hầu hết cũng giảm điểm khi mà các nhà đầu tư cân nhắc tác động của các diễn biến mới tại Trung Đông vào cuối tuần qua, đồng thời tập trung vào dữ liệu kinh tế quan trọng từ Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản được công bố trong những ngày tới. Theo đó, Ấn Độ sẽ công bố số liệu lạm phát bán buôn cho tháng 3 vào cuối ngày, trong khi Trung Quốc sẽ công bố số liệu GDP quý đầu tiên vào thứ 3. Nhật Bản sẽ công bố dữ liệu thương mại tháng 3 và số liệu lạm phát vào thứ 4 và thứ 6. Chứng khoán khu vực châu Á sáng nay đã sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần qua. Dẫn đầu đà giảm trong khu vực là Nikkei 225 của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc. Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc đại lục đi ngược xu thế khi đà tăng ghi nhận ở cả hai sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến. Chi phối tâm lý nhà đầu tư lúc này vẫn là lạm phát dai dẳng ở các nền kinh tế lớn cũng như các diễn biến mới tại khu vực Trung Đông.
Còn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước thì quý 1 vừa qua, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp ước đạt 18.750 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ của năm ngoái. Và để giúp thị trường trái phiếu sớm lấy lại được đà phục hồi thì nhiều ý kiến đóng góp đã được chia sẻ vào cuối tuần vừa qua tại hội nghị khai thông thị trường vốn nợ Việt Nam do FinRatings và Quỹ đầu tư bảo lãnh tín dụng CGIF, một quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á tổ chức. Để phía cầu là nhà đầu tư lấy lại tự tin vào kênh trái phiếu doanh nghiệp, vai trò của một đơn vị bảo lãnh trái phiếu được đánh giá ngày càng trở nên cần thiết. Đây sẽ là tổ chức trung gian ở giữa, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho trái chủ trong trường hợp nhà phát hành mất khả năng thanh toán. Hiện nay chúng tôi đang có khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ tiền mặt để đảm bảo thanh toán phòng trừ các trái phiếu được bảo lãnh bị mất khả năng thanh toán. Quỹ bảo lãnh luôn tính toán cẩn thận quy mô trái phiếu tương ứng với quy mô nền kinh tế để có sự cơ cấu danh mục phù hợp. Thị trường vốn nợ cũng được đánh giá vắng bóng các nhà đầu tư tổ chức, nhất là các tổ chức bảo hiểm. Khoảng 900.000 tỷ tài sản mà các quỹ bảo hiểm đang quản lý bị gặp vướng về cơ chế và hiện chủ yếu đi phân bổ vào trái phiếu chính phủ và tiền gửi ngân hàng. Vấn đề về mặt đầu tư thì công ty bảo hiểm bị một cái tỷ lệ giới hạn, đó chính là không được đầu tư trái phiếu tái cơ cấu. Vì với cái suy nghĩ là trái phiếu tái cơ cấu là trái phiếu xấu, nhưng mà khi mà chúng ta phân tích rõ thì cái nguồn vốn cho các doanh nghiệp mà trung dài hạn bao giờ cũng là 10-15 năm. Với ngân hàng thương mại chỉ có thể đáp ứng được 5 năm. Như vậy thì sau 5 năm thì chắc chắn phải tái cơ cấu, chắc chắn phải có nguồn vốn mới. Thì trong quá trình đó thì sẽ rất khó cho các doanh nghiệp. Khi mà đi làm là đặt ra một vấn đề mục đích sử dụng là tất cả cuối cùng phải quay về là gắn với một cái, ví dụ một cái dự án đầu tư cụ thể. Quay đi quay lại là cuối cùng là các tổ chức đều bảo không, ông phải có một cái dự án cụ thể. Muốn dự án cụ thể thì phải đến thời điểm pháp lý, hồ sơ pháp lý. Như thế thì cũng không khác gì là đi vay vốn cả. Ngoài ra, để tăng cường tính minh bạch cho thị trường, từ năm 2024, quy định cũng đã yêu cầu xếp hạng tín nhiệm bắt buộc với một số trường hợp phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Khi mà họ có cái kết quả xếp hạng tín nhiệm thì họ biết rằng là nếu như họ phát hành thì họ có thể phát hành ở cái mức lãi suất là bao nhiêu và cái điều kiện phát hành có thuận lợi hay không. Và nếu như trong trường hợp họ muốn là tiếp cận thị trường vốn tốt hơn, hiệu quả hơn với cái chi phí hấp dẫn hơn thì họ phải biết, họ cũng biết rằng là họ cần phải cải thiện những cái hoạt động gì. FinRatings cho biết đã thực hiện xếp hạng cho hơn 30 doanh nghiệp phát hành. Kết quả xếp hạng tín nhiệm đã bước đầu được nhiều tổ chức định chế sử dụng trong việc đánh giá, lựa chọn và quản trị đầu tư và sau đầu tư, góp phần xây dựng đường cong lãi suất cho thị trường trái phiếu. Đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình giao thông trọng điểm đang là nhiệm vụ được quyết tâm thực hiện trên khắp cả nước. Trong đó, một trong những yếu tố quan trọng là sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan tại dự án, bao gồm các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công và cả các đơn vị tư vấn giám sát thi công. Tại dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, một trong những dự án trọng điểm quốc gia đang được kiểm soát tiến độ theo từng ngày. Trên công trường luôn có đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công, được coi là kiềng ba chân để đảm bảo các mốc thời gian và chất lượng công trình. Đảm bảo không chậm mà từng ngày, thậm chí là có những công trình là không chậm nửa ngày. Chúng tôi luôn hối thúc các nhà thầu tìm tòi các biện pháp, cung ứng đầy đủ vật tư nhân lực, tìm ra cái nguyên nhân của nó và để cùng với các nhà thầu là bù đắp lại cái tiến độ như vậy. Thời điểm này, các dự án sân bay, đường cao tốc đều đang đồng loạt chạy đua tiến độ. Theo các chuyên gia, trong các thành phần tham gia vào dự án thì các đơn vị tư vấn giám sát với bề dày kinh nghiệm về đội ngũ kỹ sư, công nghệ và dịch vụ sẽ là cánh tay đắc lực giúp chủ đầu tư trong việc thiết kế và xây dựng công trình. Họ cũng cùng với các chủ đầu tư, các cơ quan ban quản lý dự án để giám sát cái công trình đảm bảo chất lượng, đưa ra những công nghệ mới hiện đại và có thể giảm được giá thành của sản phẩm. Chúng tôi đã hợp tác với các đơn vị tư vấn của Việt Nam, trong đó có Coninco để hiện thực hóa ý tưởng của các kiến trúc sư với chất lượng cao, phù hợp với điều kiện địa phương, đảm bảo các yếu tố cả về con người và môi trường nữa. Việc đầu tư phát triển hạ tầng ngày càng đồng bộ sẽ tiếp tục mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát thi công trong nước tham gia vào các dự án lớn, trong đó phải kể đến các công trình có yêu cầu khắt khe về công nghệ, kỹ thuật và thời gian như các dự án đường sắt đô thị cả nổi và ngầm.